chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 5 tháng 12 của đài phát thanh Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình có những thông tin đáng chú ý sau. Đoàn cán bộ trung ương kiểm tra chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại quyền Châu Thành. Quyền Cần Duộc tăng cường công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Tiếp theo có bài viết Thu Thanh, bên lớp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Đoàn cán bộ của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam dẫn đầu đã đến kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Long An. Ông Lê Văn Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An, ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam tỉnh Long An ông Nguyễn Văn Thịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã tiếp và làm việc với đoàn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới, tính đến nay, tỉnh Long An đã có 50 xã trên 166 xã đạt chuẩn được công nhận xã nông thôn mới. Đến cuối năm 2016, tỉnh có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, huyện Châu Thành hiện có 7 trên 12 xã đạt xã nông thôn mới. Đến cuối năm nay, huyện có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Quyện Châu Thành hiện có xã Hòa Phú đang nâng chất thành xã nông thôn mới kiểu mẫu và xã Dương Xuân Hội thành xã văn hóa nông thôn mới điển hình và Quyện Châu Thành phấn đấu trở thành quyền nông thôn mới của tỉnh vào năm 2020. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động của tỉnh quỹ về đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới đến tận các cấp hội trong tỉnh. Tập trung tuyên truyền cho hội viên nông dân thông số các chủ trương và các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Dân động cán bộ hội viên nông dân tích cực tham gia đóng góp tiền công sức hiến đất để làm cầu đường giao thông nông thôn phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng phát triển sâu rộng góp phần giảm nghèo nâng cao thu nhập kinh tế cho gia đình đời sống nông dân ngày càng được cải thiện hình thức sản xuất kinh doanh tập thể được các cấp hội quan tâm nhiều tổ kinh tế hợp tác hợp tác xã được hội nông cốt xây dựng trong năm hội đã xây dựng mới 35 tổ kinh tế hợp tác góp vốn mua phương tiện sản xuất 72 tổ hợp tác theo quyết định 62. Nâng tổng số toàn tỉnh có 1.787 tổ với 29.394 thành viên. Xây dựng mới được 17 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số toàn tỉnh có 83 hợp tác xã. Trong năm 2016, toàn tỉnh có 147.995 hộ đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét, có 81.794 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có 129 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương, 6.181 hộ đại cấp tỉnh, 19.454 hộ đại cấp quyền và 56.030 hộ đại cấp xã. Phong trào xây dựng đời sống dân quá được chú trọng. Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn kiểm tra, bà Nguyễn Hồng Lý đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, phân loại và có kế hoạch theo lộ trình để xã nông thôn mới phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 11 năm 2016, Ban tuyên giáo tỉnh Quỷ phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai thu thập thông tin tư liệu lịch sử mẹ Việt Nam Anh Hùng tỉnh Long An giai đoạn 2001-2015, làm cơ sở biên soạn tập sách kỷ yếu mẹ Việt Nam Anh Hùng tỉnh Long An tạp sách Mẹ Việt Nam Anh Hùng tỉnh Long An nhằm vinh danh và ghi nhận những công hiến cao cả của 3012 mẹ Việt Nam Anh Hùng đã góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc trên quê hương Long An trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc. Các mẹ đã được đảng và nhà nước phong tặng truy tặng danh hiệu danh dự Mẹ Việt Nam Anh Hùng từ năm 2001 đến năm 2015. Ấn phẩm gồm 3 tập với khoảng 3.000 trang được biên soạn theo hướng khoa học, dễ tra cứu và lưu trữ. Toàn bộ tập sách sẽ được in làm 500 bộ để tuyên truyền giáo dục, nâng cao lòng tự hào dân tộc, xây dựng niềm tin lý tưởng vào sự nghiệp cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Tại hội nghị, ban biên soạn yêu cầu các điều tra viên tại cơ sở phải nghiên cứu, tìm hiểu, khai thác chọn lọc những thông tin quan trọng và cần thiết nhất liên quan đến tự mẹ Việt Nam Anh Hùng để đưa vào tập sách một cách cô động nhưng vẫn nêu bật được sự hy sinh to lớn mà thầm lặng của các mẹ cho độc lập hòa bình của dân tộc. Tập đoàn An Nông phối hợp với Quyền Đức Hòa tổ chức chương trình trao học bổng cố nhạc sĩ nghệ sĩ, nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn mang tên Còn thương rau đắng mọc sau hè và biểu diễn nghệ thuật phục vụ bà con nông dân tại hội trường huyện Quỹ Đức Hòa. Ông Nguyễn Giang Úc, bí thư Quyền Quỹ Đức Hòa đến dự. Chương trình văn nghệ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh như Bích Phượng, Bích Thủy, Hà Châu, Mai Phương, Khánh Tuấn, Tâm Tâm. Tập đoàn An Nông trao 140 suất học bổng cho con em nông dân trên địa bàn huyện Đức Hòa, mỗi suất trị giá 500.000 đồng bao gồm tiền mặt, sách vở và tặng phẩm. Ông Hoàng Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn An Nông, con trẻ cố nhạc sĩ Bắc Sơn cho biết, trao học bổng cho học sinh nghèo và biểu diễn nghệ thuật phục vụ bà con nông dân là một trong những tâm nguyện của ba tôi. Vì thế, tôi quyết định dành 10 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội với mong muốn góp một phần nhỏ bé về vật chất và tinh thần cho bà con nông dân. Trong nhiều năm qua, tập đoàn luôn đồng hành cùng Quyền Đức Hòa nói riêng và tỉnh Long An nói chung về công tác an sinh xã hội. Riêng chương trình trao học bổng cố nhạc sĩ nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn trong năm 2016, huyện Đức Hòa là đơn vị thứ 12 ở tỉnh Long An tổ chức và trong tháng 12 2016, chương trình sẽ tiến hành ở các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh. Quyện Cần Dù có 3 khu công nghiệp hoạt động, thu hút được hơn 230 nhà đầu tư. Bên cạnh đó, quyện có 570 doanh nghiệp, 145 cơ sở kinh doanh sản xuất giải quyết việc làm cho 30.000 lao động. Những năm qua, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ luôn được huyện quan tâm. Để góp phần hạn chế, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, trong năm 2016, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội kết hợp các ngành tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về an toàn lao động, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tổ chức kiểm tra 45 doanh nghiệp về chế độ chính sách pháp luật lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp. Qua kiểm tra, một số doanh nghiệp thực hiện chính sách pháp luật lao động chưa tốt làm ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ chính sách và quyền lợi của người lao động. Tình hình đăng ký hợp đồng lao động ở các doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ chấp hành chưa đầy đủ. Đoàn kiểm tra nhắc nhở yêu cầu các đơn vị khắc phục chấp hành đúng pháp luật lao động theo quy định của nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tại xã Phước Tuy, quận Cần Đức, ngày 4 tháng 12, năm 2016, Hội Chữ Thập Đỏ, quận Cần Đức phối hợp với đoàn từ thiện Thanh Bình, Trung tâm Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, điều trị bệnh miễn phí cho 400 gia đình chính sách hộ nghèo xã Phước Tuy. Dịp này, đoàn Phật tử chùa Bửu Quang, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh do ni sư Diệu Nguyện làm trưởng đoàn đã tặng 100 phần quà cho hộ nghèo và gia đình chính sách với tổng giá trị tiền quà hơn 40 triệu đồng do Phật tử chùa Bửu Quang đóng góp kinh phí thực hiện. Mỗi phần quà gồm cặp học sinh, mền, gạo, mì gói và các yếu phẩm khác nhằm giúp bà con ấm áp hơn trong dịp Tết đến xuân về. Những năm qua, ngành y tế huyện Bến Lức đã không ngừng quan tâm tới các trạm y tế xã thị trấn trên địa bàn, chú trọng đổi mới triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Được sự đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau, các trạm y tế cơ sở đã được xây dựng khang trang và mua sắm trang thiết bị y tế đồng bộ, đảm bảo diện tích và quy mô, nổi bật có thể kể đến như trạm y tế xã Tân Bửu, Phước Lợi, Thành Phú, Mỹ Yên, An Thành. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 tăng từ 27 lên gần 65%. Bên cạnh đó, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn được ngành y tế quan tâm đầu tư nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân và sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. Hiện toàn quyện có 100% trạm y tế, có bác sĩ, 100% có nữ hộ sinh trung học, y sĩ sản nhi, 100% nhân viên y tế đều đã qua đào tạo. Đồng thời, thông qua việc thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia dễ y tế đã tạo điều kiện tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị cho hệ thống y tế tuyến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm tải cho cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên, giảm bớt chi phí cho người bệnh. Bà Nguyễn Thị Lạc, ấp khai xã Tân Bửu cho biết. Hồi nào giờ con cháu tôi giờ nó có bệnh nó ra trung tâm y tế Bến Lức. Nó hay đi bác sĩ tư. Giờ con cháu tôi có bệnh cũng lên trung tâm y tế Tân Bổ. Ở đây có bác sĩ hay cho nên tôi cũng yên tâm. Cùng với việc hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được nâng cao rõ rệt công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm được triển khai rộng khắp từ tuyến quyện đến xã thị trấn. Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh ngày càng tăng, đang từ 90% trở lên. Bên cạnh đó, các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia luôn được quan tâm và chủ động triển khai thực hiện, đạt và dược chỉ tiêu giao như dự án tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt xuất huyết, phòng chống suy dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, Đặc biệt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được đảm bảo đang từng bước tiến tới sự hài lòng của người bệnh đến khám và điều trị, ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết. Thì trong thời gian qua, ngành y tế cũng như là huyện đã tiếp tục thực hiện chỉ đạo cho các trung tâm y tế phòng y tế, cố gắng phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu nhất là theo nghị quyết của huyện Đảng bộ. Tuy nhiên, trong cái 10 tiêu chí mà 50 chỉ tiêu đó có nhiều cái lĩnh vực mà mình rất là khó đạt, ví dụ như nguồn nhân lực về các cái trang thiết bị và các kỹ thuật về danh mục thuốc thì phải nói những cái này thì khó khăn trong thời gian tới thì huyện cũng đã chỉ đạo cho tài chính các ngành liên quan phối hợp để thực hiện tốt cũng từ thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã thời gian qua đã khơi dậy được tinh thần làm việc tích cực sự đoàn kết nhất trí trong đội ngũ cán bộ y tế tuyến cơ sở chính quyền các cấp cũng quan tâm hơn trong chỉ đạo giúp cho y tế tuyến xã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân địa phương. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, ông Quỳnh Minh Hoàng cho biết, tại tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện một bệnh nhân mắc Zika đầu tiên. Bệnh nhân này là một phụ nữ 24 tuổi, đang mang thai 29 tuần tuổi, hiện đang ngủ tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa. Theo thông tin, vào khoảng một tuần trước, thai phụ này được người nhà đưa đến nhập viện tại thành phố Hồ Chí Minh với triệu chứng phát ban dạng sần, sốt, nhức mỏi. Sau đó, từ những điểm nghi chấn, các bác sĩ đã cho thai phụ này xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho thấy thai phụ này dương tính với virus Zika. Trước tình hình trên, Sở Y tế Đồng Nai chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai triển khai công tác diệt mũi kết hợp diệt lan quang nhằm khống chế không để dịch lan rộng. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với địa phương phun quá chất diệt mũi tại 100% hộ gia đình trong khu vực. Sẽ tiến hành hợp khẩn với Ban chỉ đạo phòng chống dịch và loại trừ dịch bệnh. Diễn đàn Kinh tế năm 2017 được tổ chức với chủ đề Cơ hội cho các nhà đầu tư trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong đoạn 2016-2020 mục đích của diễn đàn nhằm đưa ra cái nhìn sâu sắc về quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 và dẫn cơ hội tạo ra cho các nhà đầu tư. Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 14 đã thông qua nghị quyết về kế hoạch tái cơ cấu kinh tế và đã được sự thống nhất cao từ Quốc hội, Chính phủ trong việc thay đổi mô hình kinh tế, trong đó xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng Kinh tế tư nhân là động lực chính, mục tiêu chính của quá trình tái cấu trúc nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, phân bổ lại nguồn lực để phát triển một cách hiệu quả, đồng thời tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao sức mạnh nội địa. Để đạt được điều đó, cần cơ cấu lại nền kinh tế. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là cơ cấu lại khu vực nhà nước, mở ra cơ hội dư địa cho kinh tế tư nhân, trong đó đề án đã nêu ra mục tiêu cụ thể đặc biệt đưa ra mục tiêu giảm tỷ lệ nắm cổ phần trong doanh nghiệp nhà nước, giảm tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước nắm đa số cổ phần, thoái vốn ra khỏi doanh nghiệp nhà nước, không cần nắm giữ trên 50%. Đây là những quyết sách quan trọng có thể tạo ra bước đột phá cho chương trình, tạo ra đột phá mới trong cơ cấu kinh tế. Theo AP, ngày 4 tháng 12, cử tri Italy đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân Ý về cải cách hiến pháp ở nước này. Khoảng 50,7 triệu cử tri Italy đủ tư cách tham gia bỏ phiếu bao gồm cả 4 triệu cử tri ở nước ngoài. Kết quả của cuộc bỏ phiếu sẽ quyết định tương lai chính trị của Thủ tướng Matteo Renzi, bởi nếu không nhận được đa số ý kiến tán thành, ông Renzi sẽ phải từ chức như cam kết trước đó. Việc cải cách hiến pháp cũng sẽ giúp giảm bớt quy mô và quyền lực của thượng diện từ 315 thượng nghị sĩ xuống còn 100 thượng nghị sĩ, chấm dứt tình trạng bế tắc thường xảy ra trong quá trình lập pháp. Ngoài ra, theo đề xuất cải cách, quyền lực của các chính quyền địa phương cũng sẽ bị cắt giảm. Nếu Thủ tướng Renzi giành thắng lợi, vị thế của ông ở Italy và trên chính trường châu Âu sẽ được củng cố. Nhưng nếu thất bại, việc ông Renzi từ chức sẽ khiến nguy cơ bất ổn chính trị xảy ra, tạo đà cho sự trỗi dậy của các phe dân túy và dân tộc chủ nghĩa ở Italy. Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa can thiệp để ngăn chặn vụ quỹ đầu tư phúc kiến của Trung Quốc mua lại công ty điện tử iTron của Đức. Bộ Tài chính Mỹ cho biết sự can thiệp trên diễn ra sau báo cáo của Quỹ ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ chỉ ra nhiều nguy cơ an ninh tiềm ẩn nếu Itron, nhà sản xuất các thiết bị để chế tạo chip điện tử của Đức, rơi vào tay công ty Trung Quốc. Itron nắm giữ những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực chế tạo chất bán dẫn sử dụng trong đèn LED chiếu sáng, laser và pin năng lượng mặt trời. Phía Mỹ cho rằng những công nghệ này có thể được sử dụng trong các thiết bị quân sự và coi đây là mối đe dọa đến an ninh quốc gia một khi Itron rơi vào tay công ty Trung Quốc. Trong tháng 9, quỹ đầu tư Phúc Kiến và Aitron đã cơ bản thống nhất được mức giá chuyển nhượng là 670 triệu euro, tương đương 715 triệu đô la Mỹ. Quý vị vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.